Rồi, mến chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chuyển sang môn đánh cá lóc nha các bạn. Hổm rồi là cũng gần một tháng rồi mình mới cầm cần cá lại đó. Giờ cầm lại mất cảm giác luôn. Tại vì mình mê mấy con cá rô quá, mình đi đánh cá rô mà mình không đánh cá lóc nữa. Rồi, bãi câu hôm nay mình sẽ đánh ở đây đầu tiên nha các bạn. Đó. Cho các bạn nhìn một vòng nha. Rồi, bây giờ mình vô ngồi mình câu đây. Rồi, hôm nay là mình vẫn sử dụng cái giọng lưỡi cũ nữa. Cái này là giọng bà già nè. Lai lai như móng móng heo vậy đó. Rồi, chị mình đánh chị ba nha. Thẻ và thẻ leader như cũ luôn. Mình vẫn đánh mồi nhái đùng nha. Rồi, xin phép các bạn mình không quay cảnh móc nhái nha các bạn. Rồi, đánh thôi các bạn ơi. Hôm nay là gần một tháng rồi đó, mình mới đi đánh cá lóc trở lại nè, bữa nay là bữa đầu tiên luôn nè. Tại vì mình đi đánh cá rô quá đi. Mấy tuần luôn mình đi đánh cá rô đồng á. Mình bỏ cá lóc luôn. Nay mình quay trở lại mình chuyển sang đánh cá lóc. Càng rồi. Cá nhỏ quá. Lôi chạy tè luôn sao bắt ta. Rồi bắt lên cho các bạn coi luôn. Lôi tuốt cái rìu dưới á. Bắt lên cho coi luôn. Cá nhỏ. Cá này cũng được. Ok. Dằn vỏ đi. Dằn vỏ lấy hơn các bạn ơi. Ăn nữa. Thôi chạy rồi. Cá ăn bạo ta. Biết còn hay không nữa nè, nó nằm dưới rêu á. Còn dính luôn các bạn ơi, cá nhỏ luôn à. Trời ơi cá kìa. Bó tay. Nó tay cá vậy. Thôi đi. Thôi đi các bạn ơi, chỗ này cá nhỏ quá không câu được. Tìm bãi khác rồi ơi. Được, uống được. À. Có lộc ăn tiếp mọi người ơi. Ảnh cho. Đi rê cá lóc gặp ăn chặt bà dừa nữa. Trời ơi, khát nước nữa. Có lộc ăn tiếp. Rồi, xin mời mọi người nha. Dừa này giống dừa sim anh ha. Sim luôn hả? Trời ơi, đã nha. Rồi, chuyển qua cái bãi cũ các bạn ơi. Cái bãi này cũng quen thuộc lắm. Lâu rồi mình mới quay trở lại đây nè. Mấy tuần rồi. Ồ, nước nay lên hơi cao nha các bạn. Con nước này là con nước lên tháng 12. Đợt tháng 10 lên rồi, xong rồi tháng 12 lên thêm một đợt nữa là hết. Ồ, đường này ngon quá ta. Nước ngập nước cao quá các bạn ơi. Bên đây nè. Ồ, bên đây còn ngập cũng dữ nè. Có lý nha. Rồi, ok, đánh ở đây các bạn ơi.
nhảy. Cá này bự rồi nha, cũng được á, ăn xa lắm, cuối đường câu biết còn hay không. Ừ, còn lên nha các bạn. Rồi sảy rồi, ôi quấn rồi, muốn đóng rồi, muốn luôn. Quá tài. Ôi, táp kìa. Cá bự lắm. Hụt quá hả? Hụt quá. À, ăn này, chính là các bạn ơi. Táp lại rồi. Cá bự nha. Lên các bạn ơi. Hụt rồi. Cả ký lận. Lại xuống đấy luôn rồi. Đây, xảy. Ôi, cá bự quá. Thằng thấy không? Mình lội xuống lấy. Ôi sợ quá. Nguy hiểm. Đi máy lần các bạn ơi. Rồi. Chết nhạc. Ướt máy này. Trời ơi. Ôi ôi. Mắt. Chết trời. Quá trời. Không lội xuống lấy sảy rồi con ơi. Ướt bóp luôn rồi. Chết. Trời ơi. Quá trời hụt con. Ướt đồ đó rồi. Ôi cá kìa, không có nổi ơi. Các bạn biết sao không? Nó gài vô cỏ. Nó gài vô cỏ mình không dám nại lên à. Nó trổ mắt các bạn. Lưỡi câu trổ mắt, nó gài vô cỏ. Mình không dám nại lên, mình nại lên một lát cái là nó quẩy một cái là nó bật lưỡi ra liền, sảy liền. Mình buộc phải lội xuống lẻ các bạn ơi, không lội xuống lẻ là sảy rồi. Nó rây lưỡi là sảy liền. Cá. Con này ký mấy các bạn ơi? Con này có ký mốt rồi. Ú rồi. Thua rồi. Ướt hết người rồi các bạn ơi. Trời ơi lại. Bắt con cá lầy đi sợ luôn. Mình mấy mình nè. Thôi ơi. Thôi về luôn. Mới ra quân mà về là thua rồi. Tại con cá này bự quá, mình buộc mình phải lội liền các bạn ơi. Để mình lấy thôi nó xảy. Thôi về luôn. Thôi ngày mai đi câu tiếp các bạn ơi. Bữa nay được con này hàng khủng. Thôi về vừa rồi. Rồi ngày mai câu tiếp các bạn. Thua.
Ở đây là thuộc về xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Khu vực ở trong đây thì nhiều bãi lắm, nhưng mà con cái là cá thì có nhiều đó, nhưng mà đánh ăn hay không là hên xui thôi nha mọi người. Câu cá này thì không nói trước được gì hết, hên xui, bãi thì mênh mông. Rồi tới rồi, mình sẽ đánh ở đây trước nha, đánh ở đây trước đi. Không có thì mình chuyển sang bãi khác. Thì vòng vòng ở khu vực này là bãi nhiều lắm, nó liền kề nhau hết á. Đánh đây không có thì chuyển sang qua bãi khác. Mùa này thì mình vẫn sử dụng lưỡi nhỏ. Lưỡi này chắc cỡ 5 phân à. 5 phân. Này 1 ly ly 3. Mình sử dụng nhái cỡ ngón tay trỏ thôi. Mình vẫn còn cái mùa mà sang Tết á, nước nó rọt xuống á, các bạn sử dụng lưỡi lớn hơn chút xíu nha. Cỡ nhái thì phải từ ngón tay cái trở lên, tại lúc đó cá nó lớn lắm, nó bị đói mồi á. Nó thấy mồi to nó ham. Còn mùa này cá thì nó ăn cũng không có thiệt tình gì mấy đó. Nó dạng nó đủ mồi á, nó ăn vần vờn dựng dởn à. Bạn bắt nhái nhỏ thôi. Nó sẽ dễ dính cá hơn, xài lưỡi nhỏ thì dễ dính hơn. Còn lưỡi lớn thì mùa này khó dính cá hơn. Với phần mùa này cá nó thường thường là cá nó nhỏ mà, nó cỡ 200 g, 150, 200 g mà. Không có cá nó không có lớn như cái mùa sau Tết. Rồi. Mình vẫn sử dụng mồi nhái đùng quen thuộc. Rồi, ngày đánh hôm nay mình sẽ đánh ở đây đầu tiên. Hôm nay trời thì mát mẻ lắm. Trời ui ui à, lạnh. Tháng này các bạn câu cá đi trễ chút xíu cũng không sao, tại vì lạnh quá. Mình đi sáng sớm thì cá nó cũng chậm ăn lắm. Nắng lên rồi ấm lên cá nó mới ăn. Trời này mới lập đông mà. Nên cá nó lạnh hơi chậm ăn các bạn ơi. Thôi giờ mình đánh nha, mình đánh đường này. Lụm cá bự rồi. Wow, cá đang thui mặt ú rồi. Lên cá. Cá ăn. Xa quá, cứu đường câu. Lên các bạn ơi. Rồi dưới nhà muốn xảy luôn. Bỏ tay. Nồi đã muốn luôn. Chán thiệt chứ. Ôi. Thiệt quá vậy. Không dính nổi nó. Một nồi ra muối luôn các bạn ơi.
tôi vô bụi súng rồi. Còn cá nhỏ. Trời ơi, chút xíu à. Vậy nè. Bó tay cái. Hao mồi quá, má đào. Thả xuống. Nhái bây giờ là 1.500 một con. Chưa Tết nha, nếu Tết chắc có 2.000 con á. Một ngày đi câu vậy phải 20 con nhái rồi, thấy hết 30.000 rồi. Mồi câu hả? Mồi câu rất là mắc luôn. Trời ơi, cá nhỏ không. Bắt lên luôn. Cho coi nè. Cá gì nè. Trời rớt luôn. Sao bữa nay câu cá cái này không nè. Nó thì cá không nè. Thôi đi luôn đi. Ăn và hao mồi quá. Cá nhỏ nữa. Còn cá nhỏ không trời. Bắt luôn. Bắt dằn vỏ. Nãy giật toàn cá nhỏ không à. Bắt xả xuôi đi. Cá dí các bạn ơi. Cá dí. Chỗ này là nước nó ngập lên nền nhà người ta luôn. Mình câu cặp ở cái nền nhà người ta đó. Trên đây cái thềm nhà ở dưới đây là cái vũng sâu. Ồ, cá bụp. Bụp rồi. Nó rút rồi, nó chạy vô rau nhút rồi các bạn ơi. Trời ơi, phóng rồi, xảy rồi. Trời ơi, con cá mày xảy. Cái này gì đâu ta. Trời, nó ăn sao mà. Ăn sao mà con nhái còn yên nguyên à. Mà giật lại tróc cái giải nè. Cái giải cá nè. Trời ơi, tróc nguyên cái giải cá luôn. Bó tay luôn. Nhái còn yên nguyên à. Ăn kiểu gì không hiểu nổi luôn. Thấy mấy cái chỗ đơn giản vậy mà có cá các bạn thấy không? Nước nó ngập lên nền nhà người ta mà nó lên tới nền nhà nó ăn luôn các bạn thấy không? Ê, nó dí. Có cá nữa các bạn ơi, nó dí rồi. Cá ăn nữa, chỗ cũ các bạn ơi. Chỗ cái bụng đó. Bụng nó phình ghê trời. Nó ăn con gì trong đây vậy ta? Ăn cái gì trong đây mà bụng nó thình dữ trời. Mới ăn mồi. Cái bụng còn nhúc nhích luôn mà. Chắc cũng cá quá. Cá nó mập quá các bạn ơi. Đi vô đây. Đó, hôm qua mình dính con cá lọc bự nè. Rồi, quýnh ở đây chút xíu nữa. Con không có cũng về luôn. Ăn cá, dí ăn rồi. Lôi chạy rồi, trời ơi. Cá này cỏ nhiều khó dính lắm. Lên các bạn ơi.
cá nhỏ. Cá ăn xíu rồi các bạn ơi. Cái này mình cũng không bắt. Cái này mình thả lại. Ăn nữa. Lên cá các bạn ơi. Sáng các bạn. Kiếm nè. Rồi xảy nữa. Trời ơi. Trời ơi, xảy cá hoài bó tay luôn. Cá táp rồi. Táp bạo ghê ta. Ngâm lâu lâu xíu rồi. Còn không? Lên các bạn ơi. Dính này. Trời xảy luôn. Thôi bó tay. Thôi về luôn. Cá bự các bạn. Cá ba lạng á. Quấn cỏ xảy. Ôi, bó tay. Thôi về luôn các bạn ơi. Bữa nay xui xẻo quá. Giật cá toàn xảy không. Ôi trời ơi. Con cá lóc hồi nãy nó ăn nguyên con rắn mối. Hẹn gì hồi nãy mình rời cái bụng nó hả? Nó còn lúc nhúc ở trong á. Hai về con rắn mối nó ối ra kìa. Quá trời bèo nhèo các bạn ơi. Nếu mà bữa nay mình không giật xảy á là cũng nhiều lắm á. Giật xảy 3-4 con rồi các bạn. Thôi. Chào mình các bạn nha. Hẹn gặp lại nha.